Chiến trường Ukraine tiếp tục chứng kiến nhiều cuộc giao tranh khốc liệt trong vòng 24 giờ qua. Bát mốt tiếp tục là pháo đài nóng nhất bất chấp tuyên bố sắp rút quân của lãnh đạo Wagner. Tên lửa Nga tiếp tục oanh kích các cơ sở của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine dường như đang có được bước tiến mới khi lần đầu hạ thành công tên lửa Kinzhan của Moscow. Bên lề chiến trường, các chuyên gia quân sự bắt đầu ráo riết phân tích những điểm mạnh yếu của Nga và Ukraine trong cuộc phản công sắp tới của Kiev. Trong diễn biến mới nhất, Ukraine công bố video nã súng cối vào quân Nga ở Bakhmut. Tên lửa Nga oanh kích nhà máy ở Kramatorsk. Ukraine tuyên bố làm nên lịch sử khi hạ thành công tên lửa độc nhất vô nhị của Nga. Quan chức Nga nói Ukraine tập kết binh sĩ, lính đánh thuê tới Kharkiv chuẩn bị phản công. Sau phân tích của tờ Newsweek mới đây, kho máy bay sẽ là ác chủ bài giúp Nga đối phó đòn phản công của Ukraina. Trong khi đó, Ukraina mỉa mai cuộc phản công sắp tới sẽ là mùa đầu hàng của quân Nga. Kính chào quý vị đến với bản tin Toàn cảnh xung đột Đông Âu với những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraina. Mở đầu bản tin hôm nay là cập nhật về cuộc đối đầu khốc liệt giữa hai bên trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, hôm 5 tháng 5, Lữ đoàn Cơ giới số 93 đã công bố video các binh sĩ chiến đấu bảo vệ Patmos. Lữ đoàn khẳng định đã nã súng cối vào các vị trí Nga. Đoạn video cho thấy binh lính vận hành súng cối từ một vị trí đào sẵn ở sân sau của một chung cư với khung cảnh xung quanh là các tòa nhà đổ nát. Trận chiến giành Bakhmut có tầm quan trọng mang tính biểu tượng đối với cả Ukraine và Nga lực lượng của Kiev vẫn đang giữ một số khu vực của thành phố sau nhiều tháng chiến đấu ác liệt chống lại quân đội chính quy của Nga và lực lượng bán vũ trang Wagner. Wagner đã đi đầu trong nỗ lực của Nga để kiểm soát Bakhmut. Cách đây 3 tuần, Wagner tuyên bố đã kiểm soát hơn 80% thành phố. Về phía Moscow, theo Bộ Quốc phòng Nga mới đây, các đơn vị đổ bộ đường không và xe tăng của Moscow tiếp tục tiêu diệt địch ở xung quanh Bakhmut. Binh sĩ Nga kiềm chế hành động của lực lượng Ukraine và bao vây các nhóm phản kích từ hai bên sườn, Sputnik News cho hay. Trong video được Sputnik đăng ngày 5 tháng 5, phi đội UAV của lính dù Nga đã quan sát thấy một nhóm chiến binh Ukraine tụ tập trong một ngôi nhà đổ nát gần Bakhmut tọa độ các vị trí địch ngay lập tức được truyền đến sở chỉ huy, sau đó binh sĩ Nga được lệnh tiêu diệt địch bằng xe tăng T-80. Di chuyển nhanh chóng đến khu vực được chỉ định, kiếp xe tăng T-80 đã nhắm mục tiêu chính xác vào công sự của Ukraine và phá hủy nó bằng hỏa lực chính xác từ pháo 125 ly. Xe tăng chiến đấu T-80 được thiết kế như phiên bản nâng cấp của xe tăng T-64 và T-72 để trở nên hiệu quả hơn. Một trong những tính năng chính của T-80 là động cơ tu binh khí, cung cấp tỷ lệ công suất trên trọng lượng cao và cho phép nó đạt tốc độ tối đa lên tới 70 km h Thưa quý vị, liên quan đến mối quan hệ giữa lực lượng Wagner và Nga về tình hình ở Bakhmut, gần đây, ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh công ty quân sự tư nhân Wagner Group, đưa ra những lời lẽ gay gắt nhất, cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov kiềm hãm nguồn cung cấp đạn dược cho Wagner. Đồng thời, ông Prigozhin cho biết sẽ rút khỏi Bakhmut trước ngày 10 tháng 5 để các chiến binh không chết vô nghĩa vì thiếu đạn. mà chỉ trích chưa từng thấy này có thể sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho Moscow, đài Al Jazeera bình luận. Các chiến binh của tôi sẽ không chấp nhận sự mất mát vô nghĩa và bất công ở Bakhmut khi không có đạn dược. Ông Prigozhin nói trong video đăng lên ứng dụng Telegram ngày 5 tháng 5, cho biết đã thông báo về việc này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Prigozhin tố cáo tướng lĩnh Nga cố tình giữ khư khư nguồn cung cấp đạn pháo, mặc dù biết rõ Wagner có mục tiêu kiểm soát Bakhmut trước ngày 9 tháng 5. Trước đó ông Prigozhin đăng một video khác cho thấy ông đứng giữa những thi thể được cho là chiến binh Wagner thiệt mạng. Ông chủ Wagner cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov phải chịu trách nhiệm cho hàng vạn chiến binh Wagner chết và bị thương. Phóng viên Yulia Sapovalova của Al ở Moscow cho biết, các blogger quân sự Nga nhận định mâu thuẫn chưa từng thấy giữa Wagner và Bộ Quốc phòng Nga đang phơi bày công khai và điều đó còn nguy hiểm hơn các trận chiến nảy lửa ở địa ngục Patmut, bởi vì xung đột nội bộ có thể dẫn đến tâm lý hoảng sợ và hoài nghi tràn lan. Phóng viên đài Al cho biết, theo các nhà bình luận quân sự ủng hộ Điện Kremlin, thì trước khi Tổng tham mưu trưởng Gerasimov nắm quyền chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhóm Wagner đã từng nhận được đạn pháo và đạn con nhiều hơn các lực lượng khác của Nga chiến đấu ở Bakhmut. Điều đó đóng góp cho thành công của Wagner và giúp đẩy lùi Ukraine bên trong thành phố. Hiện thông tin nói trên chưa thể kiểm chứng. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về việc ưu ái hay chèn ép Wagner. Dù vậy, bộ này nhấn mạnh luôn đảm bảo nguồn cung vũ khí, đạn dược cho các lực lượng của Moscow tham chiến ở Ukraine. Reuters nhận xét, việc ông Rigozin thông báo rút khỏi Bakhmut có thể nhấn mạnh áp lực mà các lực lượng Nga đang trải qua khi Kiev chuẩn bị các bước cuối cùng để phản công, với sự hỗ trợ của hàng trăm xe thiết giáp mới và các binh sĩ được phương Tây huấn luyện. Theo Reuters, cũng chưa rõ ông Rigozin, người thường đưa ra các bình luận kích động, có thực sự chuẩn bị rút chiến binh khỏi Bakhmut, hay đó chỉ là màn tung hỏa mù. Một quan chức cấp cao Ukraine cho rằng, Nga đang đưa thêm chiến binh Wagner tới tiền phương để nhanh chóng chiếm lĩnh Bát Mút trước ngày 9 tháng 5. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia nói trên đài nhà nước, chúng tôi đang nhìn thấy Wagner đang huy động mọi chiến binh đến hướng Bát Mút. Binh sĩ Ukraine suốt nhiều tuần qua bị đẩy lùi ở Bát Mút, nhưng vẫn trụ lại ở phía tây thành phố và tiếp tục gây thiệt hại cho lực lượng Nga ngay trước khi Kiev phản công mùa xuân ở phòng tuyến dài hơn 1.000 km. Ở các mặt trận khác của miền Đông, các đợt không kích vẫn tiếp tục dội vào cơ sở dân sự của Ukraine. Ngày 5 tháng 5, Nga đã phóng tên lửa nhắm mục tiêu vào nhà máy sản xuất thiết bị hạng nặng ở thành phố Kramatorsk. Theo video do Reuters đăng tải, cơ sở hành chính của nhà máy đã bị sụp đổ nặng nề. Các lính cứu hỏa đã nỗ lực phun nước dập tắt đám cháy ở các tầng trên. Trong khi đó, khoảng sân sau của nhà máy bị bao phủ bởi một đống đổ nát. Tỉnh trưởng khu vực Donetsk, ông Pablo Kirilenko, báo cáo trên Telegram rằng thiết bị của nhà máy đã được chuyển ra khỏi nhà máy trước đó và không có trường hợp thương vong được ghi nhận. Nga đã nhiều lần tấn công vào Kramatorsk vì thành phố này nằm gần tiền tuyến và các chiến địa Batmuth chỉ vài km về phía tây bắc. Thời gian qua, Nga đã bắt đầu tăng cường các đợt tấn công tên lửa trở lại vào các thành phố của Ukraine, theo tình báo Vương quốc Anh, các lực lượng Moscow muốn nhắm mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp, hậu cần và quân sự của Ukraine để ngăn chặn cuộc phản công có thể xảy ra. Trung tướng Mykola Oeschuk, chỉ huy lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine, mới đây cho biết quân đội Ukraine đã bắn hạ tên lửa Kinzon của Nga. Trên Telegram, ông Oeschuk cho biết Chúc mừng Ukraine đã làm nên một sự kiện lịch sử. Chúng tôi đã bắn hạ tên lửa độc nhất vô nhị Kinzan của Nga bằng hệ thống phòng không Patriot. Vụ việc xảy ra khi Nga tiến hành cuộc tấn công trong đêm 3 và 4 tháng 5 ở Kiev. Tên lửa KH-47 được máy bay MIG-31K phóng từ lãnh thổ Nga. Sau khi phân tích các bức ảnh về mảnh vỡ tên lửa, hãng truyền thông Defense Express cho rằng tên lửa KH-47 Kinzan siêu thanh đã bị bắn hạ thành công lần đầu tiên trên bầu trời Kiev vào rạng sáng ngày 4 tháng 5. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat, cũng khẳng định rằng lực lượng phòng không của Ukraine đã không bắn hạ một tên lửa đạn đạo của Nga trên bầu trời Kiev vào ngày 4 tháng 5. Theo tin tình báo mới nhất của Ukraine, Nga đã di chuyển hầu hết các tàu chiến của hạm đội Biển Đen từ căn cứ chính ở bán đảo Crimea đến vùng biển an toàn trong lãnh thổ Nga. Phó giám đốc cơ quan tình báo quân đội Ukraine, Thiếu tướng Vadim Skibitsky, nói trên sóng truyền hình hôm 3 tháng 5 rằng, Moscow đã di dời các tàu chiến vì lo sợ bị tấn công tên lửa. Hiện Newsweek chưa thể xác minh về các tàu hạm đội Biển Đen có thay đổi vị trí hay không. Trụ sở chính của hạm đội này được Nga đặt tại Sevastopol, thành phố lớn nhất ở bán đảo miền Nam. Đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra các vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Kiev chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận hay xác nhận trách nhiệm cho vụ kho nhiên liệu của Nga ở Sevastopol bị phá hủy vừa qua. Theo ông Skibitsky, Hải quân Nga đã điều hầu hết các tàu chiến của hạm đội Biển Đen từ Sevastopol trở lại thành phố Novorossi của Nga. Ông nói, Chúng tôi thấy người Nga đang lo sợ, căn cứ tại Sevastopol và các nơi khác hiện đã được phòng thủ nghiêm ngặt. Theo Kiev Post, thành phố Novorossi nằm ở phía đông biển đen thuộc khu vực Kupan, miền nam nước Nga. Nơi này đủ xa để các tàu nằm ngoài tầm bắn tên lửa của các hệ thống tên lửa chống hạm đặt tại Ukraine. Giáo sư Will Reynolds của Đại học Northwestern nói với Newsweek rằng, ông không ngạc nhiên khi Nga chuyển các tàu chiến khỏi Sevastopol. Ông nói, Nga dự đoán các tàu có thể rơi vào tầm bắn của tên lửa nếu Ukraine khai hỏa tấn công. Ông Renault cho biết Ukraine có khả năng tấn công hải quân Nga. Điển hình là sự kiện Ukraine tập kích khiến một tàu chiến của Nga bị chìm xuống biển đen hồi tháng 4 2022. Tại Zaporizhia, một quan chức Nga mới đây đã lên tiếng cảnh báo rằng Ukraine có thể phản công trong vài ngày hay thậm chí vài giờ nữa. Cụ thể, ông Zevgeny Balitsky, quyền thống đốc tỉnh miền Nam Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, hôm 5 tháng 5 cảnh báo rằng cuộc phản công của Kiev ở khu vực sẽ sớm tiến hành. Chúng tôi hiểu rằng một cuộc phản công sẽ xảy ra trong tương lai gần. Nó có thể xảy ra trong vài ngày, thậm chí vài giờ. Theo thông tin từ người dân của chúng tôi ở Zaporizhia, Dnipropetrov, thì kẻ địch đang ráo riết tập hợp lực lượng, ông Balitsky cho biết quan chức Nga khẳng định đang theo dõi sát sao động thái của Ukraine và công tác chuẩn bị để đẩy lùi cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Chính quyền thân Nga ở Zaporizhia cũng quyết định tạm thời tái định cư cho cư dân sống trong bán kính 30 km xung quanh các phòng tuyến. Theo Sputnik News, một quan chức Nga nói với truyền thông rằng tổng cộng có khoảng 70.000 người dự kiến sẽ được sơ tán. Có những nhóm ưu tiên như gia đình có trẻ em đang được hỗ trợ chuyển từ Zaporizhia đến thành phố Berdyansk. Giới chức Nga khẳng định việc di dời người dân đến các khu vực an toàn là rất quan trọng và mang tinh thần tự nguyện. Bên cạnh đó, các trường học ở gần tiền phương cũng tạm ngừng giảng dạy. Theo Sputnik, Thủ tướng Ukraine Denis Shimhon hồi đầu tháng 4 cho biết Kiev đã lên kế hoạch phản công vào mùa hè. Cuối tháng 4, tờ Foreign Policy dẫn lời nhà lập pháp Ukraine Oleksandra Ostinova nói rằng Kiev thực sự đã lên kế hoạch tiến hành cuộc phản công vào cuối tháng 4, nhưng sau đó đã hoãn vô thời hạn do thiếu vũ khí. Cùng ngày 5 tháng 5, TASS dẫn lời một quan chức Nga cho rằng Ukraine đang tăng cường vũ khí và lực lượng, bao gồm lính đánh thuê, ở tỉnh Kharkiv, chuẩn bị cho cuộc phản công. Ông Vitaly Ganchev, quan chức đứng đầu tỉnh Kharkiv do Nga bổ nhiệm ngày 5 tháng 5 nói với TASS, Chúng tôi biết rõ việc địch tăng cường nhân lực và thiết bị ở tỉnh Kha Kiếp. Chúng tôi có nguồn tin nói rằng lính đánh thuê từ nhiều nước đang tề tụ về các căn cứ của Ukraine ở Kha Kiếp. Họ ăn ở trong nhà dân, đào hào trong thị trấn và khu dân cư. Cần lưu ý rằng điều đó diễn ra song song với việc sơ tán dân. Rõ ràng mục đích của những hành động trên trái ngược với gìn giữ hòa bình. Ông Ganchev nói thêm, khoảng 20 cộng đồng ở Kha Kiếp vẫn thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga, người dân ở đó gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, bao gồm thiếu nguồn viện trợ nhân đạo. Người dân thiếu hụt nhu yếu phẩm, máy phát điện và nhiên liệu, quan chức Nga cho biết. TASS cho biết, vào tháng 10 2022, Bộ Quốc phòng Nga thông báo điều chuyển binh sĩ từ Palakleya và Izium của Kharkiv về Rambas, tập trung cho các nhiệm vụ ở đây. Phần lớn Kharkiv từ đó do Ukraine kiểm soát. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông báo mới của giới chức Nga về tình hình Kharkiv. Nhận xét về khả năng của Nga trước cuộc phản công sắp tới của Ukraine, tờ Newsweek của Mỹ đưa tin hôm 5 tháng 5, một trong những lợi thế chính của quân đội Nga so với lực lượng vũ trang Ukraine là sự vượt trội về số lượng máy bay. Newsweek cho biết, kho máy bay có lực lượng không quân Nga, bao gồm 900 chiếc máy bay chiến đấu và 120 máy bay ném bom. Đây là con ác chủ bài đóng vai trò quan trọng đối với Nga trước thềm phản công của Ukraine. Tờ này dẫn lời giám đốc điều hành của công ty an ninh quốc tế Global Guardian, ông Dale Buckner, cho biết phi đội máy bay của Nga lớn gấp 10 lần so với của Ukraine. Ông Buckner nói, Nga có ưu thế gần như áp đảo trên không và chưa tận dụng hết nguồn lực hàng không này trong cuộc chiến với Ukraine. Phi đội của Nga rất lớn, gấp 10 lần với Ukraine. Ông cho biết các máy bay MiG-35, Su-35 và Su-57 của Nga là các thiết bị hiện đại có thể phá hủy cuộc phản công này, bằng cách tấn công vào các hàng xe tăng và xe bọc thép của Ukraine. Ông Buckner nói, do đó Ukraine sẽ gặp rủi ro trên mặt đất nếu họ không có một hệ thống phòng không thích hợp. Trước đó, vào ngày 3 tháng 5, Newsweek cũng viết, lực lượng vũ trang Ukraine không thể chống lại bom lượng dẫn đường của Nga. Bài báo trích dẫn lời của đại diện không quân Ukraine, ông Yuri Inat, rằng hệ thống phòng không của Ukraine bất lực trước các loại bom này. Được biết những quả bom này không chỉ rất chính xác mà còn có khả năng bay khoảng 70 km đến mục tiêu. Vào ngày 1 tháng 5, tờ The Guardian đưa tin rằng các nước phương Tây lo ngại về thông tin lực lượng vũ trang Ukraine chưa sẵn sàng cho phản công. Trở lại tháng 4, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Hội đồng Liên bang, ông Viktor Bondarev, nói rằng cuộc phản công mà Kiev đang ráo riết chuẩn bị chắc chắn sẽ thất bại. Ông nhắc lại rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang bị suy yếu nghiêm trọng do phải chịu những tổn thất to lớn. Cũng theo Newsweek, giới chức Ukraine mới đây cho biết gần 3.200 binh sĩ Nga đã đầu hàng trong tháng 4 vừa qua, gọi vào đường dây nóng của dự án có tên Tôi Muốn Sống. Ông Vitaly Mavchenko, trưởng dự án, ngày 4 tháng 5 cho biết hơn 16.000 quân Nga đã tìm cách đầu hàng kể từ khi đường dây nóng được thiết lập vào tháng 9. Giới chức Ukraine nói thêm, số cuộc gọi đã tăng 10% trong thời gian từ tháng 3 tới tháng 4. Dự án được thiết lập để giúp quân nhân Nga và Belarus có thể thoát khỏi cuộc chiến ở Ukraine, quan chức Kiev cho biết. Trên Twitter ngày 5 tháng 5, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng sử dụng dự án để mỉa mai điện Kremlin. Bộ này viết, càng tới gần cuộc phản công, mùa đầu hàng của binh sĩ Nga càng nóng hơn. Nga không bình luận về các tuyên bố của Kiev. Theo tạp chí Newsweek, các trận đánh khốc liệt ở miền đông Ukraine trong nhiều tháng qua đã khiến hàng trăm nghìn binh sĩ thương vong. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 1 tháng 5 cho biết, tình báo Mỹ ước tính có khoảng 20.000 lính Nga tử trận và 80.000 người khác bị thương ở Bakhmut kể từ tháng 12 đến nay. Điện Kremlin sau đó chỉ trích Mỹ đã đưa ra số liệu sai lệch vô căn cứ. Thưa quý vị, trong khi Kiev chuẩn bị phản công, một số chuyên gia phương Tây cảnh báo rằng chiến dịch phản công này có thể quyết định số phận của Ukraine. Nếu họ thất bại, nguồn viện trợ từ Mỹ và châu Âu có thể giảm xuống. Ông John Hobbs, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine và hiện đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Vấn đề Á-Âu của Hội đồng Đại Tây Dương, mới đây nói với Newsweek rằng, phương Tây luôn khẳng định sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi nào cần thiết. Nhưng đằng sau hậu trường, các quan chức nhận thấy không thể tiếp tục duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ như thế này nếu khi ép phản công thất bại. Ông Hubs chỉ ra, phương Tây đã nêu ra những thông điệp hùng hồn nhưng không phải là thỏa thuận hay hiệp ước. Vì vậy, sự viện trợ của Mỹ và châu Âu trong tương lai dành cho Kiev vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Tuy vậy, ông Hubs lập luận rằng sự ủng hộ của phương Tây đối với nỗ lực của Ukraine có thể giảm xuống, nhưng sẽ không ngừng lại, bất chấp Kiev giành quyền kiểm soát bao nhiêu phần trăm lãnh thổ trong những tháng tới ngay cả trong trường hợp người Ukraine không thể kiểm soát thêm những vùng lãnh thổ quan trọng trong năm nay, không tận dụng được sự hỗ trợ mà họ có, thì điều đó vẫn không làm thay đổi thực tế chiến lược rằng một chiến thắng của Ukraine sẽ đóng góp cho lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ và các đối tác, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine John Hobbs cho biết với tờ Newsweek. Ông nói thêm, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiểu rằng chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột này sẽ là một thảm họa. Đó là lý do tại sao chính phủ Mỹ chi 55 tỷ đô la Mỹ một năm cùng với tất cả các hình thức hỗ trợ khác dành cho Ukraine, bao gồm các biện pháp trừng phạt Nga, ông Hobbs nhận định. Trong khi đó, Moscow khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng để đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine, khiến đối thủ chịu tổn thất nặng nề nhất. Đồng thời, Nga cảnh báo việc phương Tây bơm vũ khí hồ ạt cho Kiev sẽ khiến cuộc chiến kéo dài và khốc liệt hơn. Mới đây sau khi trở về từ chuyến đi Hà Lan và Phần Lan, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu hàng đêm. Cụ thể nhà lãnh đạo cho biết Ukraine sẽ được tăng cường hỗ trợ vũ khí trên bộ, trên không và trên biển sau cuộc đàm phán với các đồng minh ở Helsinki. Hôm 5 tháng 5, nhà lãnh đạo Ukraine đã tổ chức cuộc họp với phái đoàn của Quốc hội Mỹ, theo đó sự hỗ trợ mạnh hơn đã được các bên thống nhất. Ông Zelensky nói chúng tôi đã thảo luận về việc các nước hợp tác vì lợi ích của tự do toàn cầu khi mỹ sát cánh cùng chúng tôi trong cuộc chiến chống lại nga hai nước đã đạt được cấp độ hợp tác chưa từng có ukraine cho biết các máy bay chiến đấu của nga đã được điều thêm đến chiến trường bát mút ở miền đông nhằm chiếm lấy thành phố này trước ngày nga kỷ niệm ngày chiến thắng vào đầu tuần tới nga vẫn xem việc giành được bát mút sẽ là bàn đạp để tiến tới các thành phố khác trong vùng donbass dù bị đẩy lùi trong những tuần gần đây, nhưng quân đội Kiev vẫn nỗ lực bám trụ giữ vững thành phố Bakhmut. Trong bản báo cáo mới nhất, Bộ Tổng tham mưu cho biết, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi hơn 30 cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut và Mariinka với những trận đụng độ khốc liệt nhất. Hãng thông tấn TASS đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã kiểm tra tình hình bố trí binh sĩ và thiết bị ở quân khu phía nam của Nga hôm 4 tháng 5. RIA, một hãng tin nhà nước khác, cho biết Đại tướng Shoigu chỉ thị một thứ trưởng quốc phòng cần đảm bảo quân đội Nga có đủ mọi vũ khí và đạn dược cần thiết. Đến ngày 5 tháng 5, Bộ trưởng Shoigu nhắc lại mệnh lệnh các chỉ huy quân sự Nga phải chịu trách nhiệm cung cấp đạn dược liên tục cho các lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bình luận của tướng Shoigu đưa ra vài giờ sau khi ông Trùm Wagner thông báo sẽ rút chiến binh khỏi Bakhmut trước ngày 10 tháng 5 do thiếu nguồn cung đạn. Vừa qua, một nhật báo Ý cho biết kho dự trữ quân sự của nước này không còn gì nhiều sau khi ra sức ủng hộ cho Ukraine chống lại Nga. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều nước NATO ở châu Âu. Không còn gì nhiều trong kho dự trữ quân sự của Ý sau 6 chuyến hàng viện trợ tới Ukraine, nhật báo Corriere della Sera đã viết vào hôm 5 tháng 5 với việc ngành công nghiệp quốc phòng Ý gặp hàng loạt vấn đề và nguồn hỗ trợ từ Mỹ không chắc chắn. Quốc gia Nam Âu được cho là chỉ có đủ đạn dược đủ cho hai ngày chiến đấu, trong kịch bản xảy ra giao tranh. Trích dẫn một nguồn tin Bộ Quốc phòng Ý, tờ Corriere della Sera cho biết, quân đội Ý hiện đang thiếu đạn pháo hạng nặng và hạng nhẹ, khiến lực lượng vũ trang gặp khó khăn nghiêm trọng. Trên kệ không còn gì nhiều, nguồn tin cho biết, theo các sĩ quan quân đội khác giấu tên hé lộ, nếu Ý bị tấn công vào hôm nay, đất nước chỉ có đủ đạn dược để chống cự trong vòng từ 48 đến 72 giờ. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, một cơ quan cố vấn của Đức, thì chính phủ Ý đã gửi cho Ukraine hơn 727 triệu đô la viện trợ quân sự. Dù con số này không đáng kể so với 47 tỷ đô la mà Hoa Kỳ cam kết, nhưng Rom cũng đã chi trả cho cơ sở hòa bình châu Âu của EU một chương trình mua sắm vũ khí chung trị giá gần 4 tỷ đô la. Các kho dự trữ của Ý đều rất hạn chế, và với 2 phần 3 số nhà máy sản xuất của Ý đóng cửa trong thập kỷ qua, ngành công nghiệp quốc phòng trong nước sẽ phải mất 3 năm để hoàn thành các đơn đặt hàng hiện tại về đạn pháo và 6 năm để bổ sung tên lửa, tờ báo cho hay. Trong bối cảnh đó, nguồn tin quốc phòng nói rằng Rome đã tiếp cận Washington để yêu cầu cung cấp đạn dược, nhưng được yêu cầu xếp hàng và thời gian chờ đợi sẽ rất lâu. Ý không phải là quốc gia châu Âu duy nhất gặp rắc rối khi ủng hộ Kiev. Theo một số tướng lĩnh Anh đã nghỉ hưu cho biết, sau khi chuyển giao cho Ukraine toàn bộ kho pháo AS-90 và số lượng đạn dược nhiều không kể xiết, Vương quốc Anh chỉ còn đủ đạn dược để duy trì trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 1 ngày nếu xảy ra giao tranh vào hôm nay. Ngoại trưởng Litva, ông Gabrielius Landbergis hồi tháng 10 cũng tuyên bố rằng đất nước của ông không còn vũ khí nào để cung cấp cho Ukraine trong khi các quan chức Đức đã cảnh báo từ giữa năm 2022 rằng quân đội vốn đã thiếu vũ khí của nước này lại càng trở nên lao đao sau khi ra sức hỗ trợ Kiev. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, ông Joseph Borrell, đã cảnh báo rằng, bất chấp sự gia tăng chi tiêu quân sự trên khắp EU, các kho dự trữ của khối đã gần như trống rỗng vào tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, ở Mỹ, các nhà hoạch định quân sự cũng rất vất vả tìm nguồn cung đạn pháo phù hợp để gửi cho Kiev, khi xung đột ở Đông Âu đã biến thành cuộc đấu pháo binh kéo dài. Các tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ gần đây nói rằng tình trạng thiếu đạn dược có thể đã cản trở cuộc phản công mùa xuân của Ukraine. Chiến dịch đáng lẽ diễn ra vào cuối tháng 4, nhưng bị Kiev hoãn vô thời hạn do thiếu vũ khí và đạn dược. Tin tức vừa rồi <laughs> cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!